Hi anh em và chào mọi người quay trở lại với channel của CZ. Oh, finally cũng có một quả tướng tạm tạm lúc đầu game anh em ơi. Lâu lắm rồi đánh chưa thấy con quả tướng tạm tạm nào. Not bad, not too shabby anh em. Ok, đâu xem có tướng gì nào anh em. Không có tướng gì lắm à. Ok, chơi này có gì? 2 10 vàng đang bán hai con này đi, ok, nếu mà cần. Chứ con này cũng xem tùy xem nào nhé. Vì hồn con này nó cũng mang thêm tí rất ảo này. Lo mình còn sống này, mình còn đang còn sống. Sao đâu? 11 cộng 7 là 18, 18 cộng trừ 1 là 19, mình sẽ bán một con này đi. Đấy, của rồi mình lên là một con tướng gì đó 2 vàng thì đâu. Đây là một con gì 2 sao là Vio 2, con hay con Amadi 2 thì cũng ok. Rat 2 cũng muốn lấy nhỉ. À, phải lấy đi anh em ơi, mấy bạn kia khỏe lắm. Nên ra cho vào này nhá, rau cầm này nhá. Lấy một chút đi. Thêm một con năm hai thì có hơi quá không nhỉ? Hai cảm giác hơi mạnh quá không nhỉ? Chuỗi thằng hai này 6. Sẽ 6 vàng nhỉ? Bao giờ 7 vàng mà. Dù sao thì chắc mình sẽ bán hai con này đi thôi. Sao? Sao mình thấy? 18 vàng vừa đủ anh em ơi. Bán hai con này đi nhé, và thêm con này thành 19 vàng cho yên tâm. Đó, mấy con này khá yên tâm rồi. Gần như là khó mà mất chuỗi được. Rất khó anh em, con lau hai mà. Lau hai điên lắm. Lau đây. Ok anh em ơi. Hơi bị cẩn thận quá nhưng mà không sao. Một cái con Yon nhỉ? Nhưng là tướng mình đang khỏe và mình đang hết tiền. Ê. Quá lại đi. Tiếc con Yon. 16 con Yon. Giữ chuỗi thắng anh em ơi, chúng ta lại phải thêm một phát này nữa này. Mình yên tâm. Mình cho rát đi. Shall I compare thee to a summer's day? The fragrance of romance is truly intoxicating. Okay.
khá là cẩn thận chỗ này chứ nhỉ. Đánh cẩn thận phết chứ. Tướng ngon, tướng ngon nữa. Không những cẩn thận mà nó đồ đã còn đẹp. Mà chắc là thế này thì mình sẽ bỏ con món nhon đấy đi rồi nhé. Bán cao thì thêm một floor nữa. Tu len nữa xong. Còn tu len nữa xong. Switch ra. Này cũng được. Lên thôi kệ, sao từ này tướng là cũng khá là uy tín. She ride it like a carnival. I mean the impossible. Tu blend à, tăng đấy. Lòng mình thầm truy hồn này nghe. Ấm hoàng lắm nhẹ, làm tí ấm hoàng lắm nhẹ. Nghe cũng cuốn hút đấy chứ. Tí ấm hoàng đi anh em ơi. Đậu là dĩa thêm tí đam. Thế con lau đứng kia, con rap này đứng đây à. Cho con này đứng đây nhá, để con này ném ra truy hồn xong mình sẽ đốt máu dần dần của tướng địch. Thế con này ra đá đốt, này ra đá đốt là xong. Này đứng xa xa bên này mà tí cũng được. Sát đây đi. Chết được thương em ơi, khả năng mình chết thương một tí trên floor xin luôn. Không muốn điều đấy xảy ra nhưng mà nó xảy ra rồi. Đến truy hồn này. Okay. Phải em chết thương. Bố già mình gặp rồi nhá. Thật mình cũng không muốn con quy len mình đứng đấy lắm nhưng mà mình cũng muốn bọn ám hoàng nó dồn hết về phía bên mà có cái truy hồn của con lau ấy. Để cho nó đốt máu dần dần, xong rồi góc đấy nó yếu dần dần là được. Có thương đúng không? Có thương mình sẽ không chắc không chơi thú. Nhưng mà cũng có thể là mình sẽ đánh teo, là mình cứ để lại. Từ từ xem sao. Khả năng là khá nhiều floor xiên luôn. Nhưng mà không có quả thương nào khác ngoại trừ mình cả. Nên mình sẽ để cái lan ở dưới một ô đi. Này nhé, thế này nhé. Giờ ra ngọc đại nữa là ok này. Xong rồi lại như trận hôm qua lại bốn cái ngọc đại không có ra con rồng nào thì vui. Bốn ngọc đại thì lại vui. Úi giời, ám hoàng đến đây, ám hoàng đến đây khá là khỏe này. Tôi thắng 7 rồi. Trận này đồ mình cũng phải là quá xịn đâu nhưng mà tướng đẹp, tướng cũng chuẩn đẹp thật. Không đỡ được. Không có gì lắm nhỉ. Nhìn con floor đi. I don't mean the impossible. She bad it like terrible. Mà giá sách thánh thì khả năng mình sẽ hơi cân nhắc để mình đánh cái thú một chút nhé. Còn không thì khả năng mình vẫn khả năng cao đánh hắc ám. Rồng nó có nhiều đồ thì nó có thể lắp được vào như kiểu đồ 40 mana cũng ok này. Đồ ngọc đại là ok nhất này. Nhưng mà đồ 40 mana thì cũng phải là ý tưởng quá là tệ cho con rồng. Đồ này thì lại chưa biết nhá anh em nhá. Đồ này thì mình lại chưa chắc đâu. Đây đồ kiểu này à. Thôi em hoàng bọc đi. Vậy ấm hòa bỏ nhé em nhé. Thì thì cái này đi. Còn đây. Còn đây.
Con đấy không ổn lắm, anh em phải để sang chỗ khác thôi. Con lau này đứng cạnh con Anette hợp này. Con lau nó cứ ulti xong con Anette nó cứ hồi máu với nó. Thấy trò đấy nó khá là hay. Ngon mà. Chết dở anh em ơi. Theo tí chúng ta phải xoay răng thú ấy. Khó hiểu ghê. Khó nghĩ nhỉ. Bay thú luôn không? Hay là chờ một chút nữa ta? Mất chuỗi thắng rồi này. Nó chuỗi thắng thế cũng dài rồi. Nhắc đánh chắc An không tự tin lắm nhỉ, bởi vì quả đồ thú quá. Đồ đậm chất con teo quá, cho con teo vào hợp lắm. Là lại đánh Yon thôi. 12 con teo cơ anh em ơi. Thôi thủ nhá. Tại vì nó không có quả đố mana nào để mình đánh. Còn 13 rồi. Có đủ mana mà mình đánh. Cho hai bạn này nào. Thường vào đáy bên kia đúng không? Thường vào đáy bên này đúng không? Sao đó? Cua thắng cũng được. Vẫn thắng à? I don't mean the impossible. Mười con Yon à. Rất là rối loạn tình hình đấy anh em ơi. Đau gánh quá, con đau rồi gánh điên luôn ý. Bình tĩnh anh nhá. Rất là bình tĩnh đây nhá. Pha này phải xử lý thật là tinh tế này. Ê, cái gì thế nhở? She ride a dick like carnival, I don't mean the impossible. Bình tĩnh nhá. Calm down. Rồi bỏ. Có quả đội hình dị nào mà Khánh đồ á, ám thú nhân ma tộc không nhỉ? Tham lam quá. Chơi game thì thế thì tham lam quá anh em không được. Nhà này bỏ này. Nhà này bỏ hết đi. Con quét mình. À đây. Tại mà con quét mình đâu. Lên. Lên luôn, không sợ. Không có gì phải sợ hết. Con cắt không có đồ à. Thế thì cũng hơi sợ nhỉ. Mình sợ đấy.
Nên ta sẽ phải lắp một đồ vài đồ thủ sang cho con Yon này nhé. Con Yon này cần thêm đồ anh em. Này có mỗi vút không tàn nữa kìa. Truy hồn còn cho con này nữa, buồn cười ghê. Buồn cười ghê anh em. Không để ý đấy. Không để ý. Không sao. Yon vẫn sấy được này, không cần truy hồn mà nó vẫn sấy khá là điên rồ ở đây. Khá là điên rồ chứ không phải quá điên rồ. Phải lỗi. Không sao, lỗi tí thôi. Không sao cả. Có một vuốt rồi, mong hai này trùng nội tại à? Nội tại bình thường à? Chứng nhận sát thủ. Được, cứ cái này thôi. Phoenix chẳng. Mình ném cho ai? Ok, bây giờ con Phoenix này sẽ là sát thủ này. Mình sẽ là Yon. Yon sẽ cho thêm cái này nhé. Và cái này sẽ cho con... Ok. Trông khá là dị nhưng mà không phải quá là xấu. Không có thẻ ma tộc. Nhưng mà chúng ta sẽ con này sẽ sống được khá là ok trong một vài vòng tới. Tại mình roll lên 9 luôn. Nhưng không thua được. Chưa thua được, suýt thua. Ê, ê, ê. Ây da. Ok, Quy Dam này, Phoenix Dam này, cho con này Dam nó đi. Con này không cần bay xuống đâu, con này cầm thương cũng ok. Xuống nó tránh tường, nó gây sát thủ cũng được. Quy cầm đồ ngon hơn nhỉ? Yon nữa này. Thế thì tí nữa mình sẽ cho thêm mình hai con Yon đi. Trận này đồ khá là chưa nói điều gì nhé, chắc phải chờ vòng 19-20 chờ thêm sách thánh choi cái gì đó. Chứ con này mình cũng hơi bí tướng để đánh này. Chắc cho thêm con mình cần cho thêm con thên. Con thên là một sự lựa chọn khá là ok. Bạn này không có hắc ám à? Hắc ám yếu yếu sao nó mình thấy mình có hồi máu. Hồi nhiều máu là khác chứ. À có một cái mà mình cũng hơi thắc mắc từ lâu là mình thấy hắc ám nó ghi là cấm tướng đi hồi máu không? Nhưng mà trận vừa rồi mình thấy là có hai hắc ám đúng không? Mà không hiểu sao con Yon mình nó vẫn hồi máu, anh em thấy không? Em thấy con Yon mình hồi máu đúng không? Ừ đấy, mình cũng chả hiểu tại sao luôn. Thì thoảng nó như thế à? Hay là sao nhỉ? Rõ ràng nó ghi là Yon. Nó ghi là cấm hồi máu mà anh em. Nó ghi là hắc ám mà cấm hồi máu mà. Mà con Yon mình vẫn hồi máu được. Không hiểu kiểu gì. Anh em nào giải thích được cho mình có thể nhắn cho mình dưới phần comment nhé. Giải thích tại sao nhé. Rất là hồi máu luôn. Shoot right there like a carnival. I don't mean the impossible. Justice reigns supreme. Còn sau mình lên anh em ơi. Còn sau mình thêm con Thê này hoặc thêm con Yon được. Thêm Yon ngon hơn. 12 con Yon mình lấy 6 con. À 18 con Yon mình lấy 6 con. Mỗi mình đánh Yon anh em ơi, không ai đánh Yon cả. Thế trận này thì đồ như thế này thì đánh Yon nó cũng hợp lý rồi. Cũng không sai vào đâu được. Không sai vào đâu được cả. Khi nào Yon 3 mình cho con Thên vào nhá, còn không mình đánh hai con Yon cũng được. Xong rồi mình check thương một phát nhá. Mình check thương một tí. Như là không ai, à một bạn có thương. Hai bạn có thương. Trách thương các bạn ấy một tí nhé, xong rồi mình sẽ né né các bạn ấy ra. I don't mean the impossible. Right, dude, like a carnival. I don't mean the impossible. Chắc không cho mình đổ mana rồi anh em ơi.
Cái game này buồn thật đấy. Ok, check phát nhé, một thương bắt đáy bên kia. Thương bắt đáy nữa, hai thương bắt đáy anh em ơi. Thế mình sẽ để cái này ở đây, này đây, này đây, này đây. Hơi uy tín. Nè. Khá là uy tín anh em ơi. Nhưng mà mình hơi ít tướng bảo kê nhỉ, hay mình là von cát cầm sát thủ cũng ok, năm thêm nó cầm kia khó nhỉ. Nó mình sẽ cho thêm con thêm vào đây, cho thêm tanh đi, sát thủ von cát bay xuống này. Na cót nó chui vào mình nhiều quá, mình không có tướng vây quanh, mà con von cát này không có mana, khá nhiều sự vất vả ở đây. Khó nhỉ. Cá nhân thì mình thích cái choi nhất. Làm được cái choi, người lấy ngọc đại, con quy cũng đấm luôn ngon. Chẳng các choi cần thiết hơn. Bây giờ còn ném choi con nào nữa. Nhiều thứ lựa chọn. Sát thủ trong Yon này cầm đi. Cầm đi. Mình kịp ném thương xuống không ra, may bạn ấy không có thương. Quy đấm được một phát ngon này. Ui ôi, gì nó sấy kìa anh em ơi. Thế này cũng hợp đấy. Mình nghĩ không nên cho con một con bay xuống nữa, bởi vì con von cát bay xuống mình không còn tanh. Nhận sát thủ biến sát thủ nó sẽ tăng tỷ lệ chí mạng một tí, sát thương chí mạng. Không cần bay vào tướng địch đâu, bởi vì con này tay dài. Vẫn đang chờ vòng ấy anh em ơi. Vẫn đang tìm Yon và chờ một vòng nào đó mình sẽ thêm một tướng gì đó. Thêm bắt đáy này, đây mình sẽ để này đi. Có cần chơi góc nữa không nhỉ? Ma lốc này. Bắt góc này đi anh em ơi. Đã, chơi góc này đi, không sợ ma lốc đâu. Ma lốc quèn thôi mà. Quèn dữ. Để này cho quân quy chắc chắn bay được nhá. Ma lốc lại chạy góc bên kia anh em ơi. Cái ma lốc này đi này, teo kia cũng chắc đi thôi, đỡ hai con Yon thôi. Cũng ok đấy. Yon 3 thì suy tính tiếp nhé. Thêm, cho thêm bay, nếu mà có thêm thì cho thêm bay. Ma lốc. Mong hết nhờ là vòng 25 mình sẽ có thêm một slot tướng nữa. Mong nhất là trường hợp đấy xảy ra nha. Không mong gì hơn. Cần đến sách thánh nữa. Cần khá nhiều sách thánh nữa. Mình gặp bạn nào ấy nhỉ? Thương giữa này không? Thương đáy bên kia không? Con cát bên này không? Con cát bên này không sợ. Cát bên này còn gặp con cát mình. Con cát kia. Cát kia thì hơi sợ. Na cót này. Rồi đi. À, đi nặng luôn. Quy đấm được thêm con Lily không? Đấm thêm gì? Nó có chui vào tốt quá nhỉ? Lấy Yon 3 anh em, Yon này không được. Yon này không ăn thua. Mà tộc cũng không... Chắc cho vào được cơ. Dối ghê nhỉ. Rồi. Vòng nốt vòng này vòng sau nữa rồi. À không, nốt vòng này thôi.
Lúc này thôi là mình xem được có thêm được tướng không. Nếu không thêm được tướng mình sẽ bán hai ma tộc đi, nếu thêm được tướng cho hai tộc ma tộc vào bỏ thêm đi. Pha này xử lý nhanh anh em ơi, tập trung pha này nhé. Dương vàng như là không phải không không có không có không có tăng sót tướng mà theo mình nhớ là thế. Anh sẽ bán cái này đi thôi, theo mình nhớ là thế. Không có thật anh em ơi, ta sẽ bán hai bạn này đi nhé. Mua lại cái tạm này mà đã này, truy hồi cho con kia này, cho con cá đã này, quy hai này, thêm hai, hai thay vào này, sát thủ cho con thêm gần con quét, yon thêm ba đồ. Không kịp lên anh em ơi, không sao, không sống được. Nho nó sấy được này, sấy được, sống được, sống được, sống được anh em ơi. Chứ chứ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vừa đủ lên thêm tí tiền đấy nhưng mà thôi, không tham nữa. Mình có một bạn thôi, một bạn cuối. Cho đi. Mình chưa có con cấp 2 đúng không? Ôi, con cá mình chết sớm đấy. Ôi, vẫn thắng em. Ôi, quả đấy con cá mình chết sớm thật. Má đau tim à. À đây 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 đây. À, Hi thắng rồi đúng không? Thắng rồi, may quá. Ôi trời, đau tim quá. Các anh em ơi, trận này khá là ok đấy chứ. Anh bó cẩn phết. Vậy thôi anh em ơi, với mình đến đây cũng kết thúc rồi. Nhưng mà anh em thích tiếp trên thì hãy like, subscribe và comment xuống bên dưới những góp ý các bạn có thể giúp mình phát triển kênh nhé. Bye bye anh em.